Xin chào tất cả anh chị các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Trong bài học này thì tôi sẽ trình bày với các anh chị một số những nguyên nhân cơ bản dẫn tới khủng hoảng truyền thông. Tôi xin phép nhắc lại, bài học này ta sẽ nói về một số những nguyên nhân cơ bản dẫn tới khủng hoảng truyền thông. Thế thì tôi sẽ chia nó theo chủ đề và chia nó theo chủ thể, đúng không ạ? Đấy, thế thì theo chủ thể, tức là người đấy, theo chủ thể thì nó sẽ có một số những cái chủ thể như sau. Thứ nhất là do khách hàng, tức là khách hàng của mình, người ta không hài lòng về dịch vụ, người ta không hài lòng về sản phẩm, người ta bị lừa dối, người ta bị đối xử không công bằng, vân vân. Người ta sẵn sàng là giận dỗi, người ta sẵn sàng là bóc phốt, người ta sẽ đưa cái câu chuyện đấy lên và đẩy câu chuyện đấy đi xa. Thậm chí người ta sẵn sàng bỏ tiền làm quảng cáo trên Facebook, trên báo chí để thỏa mãn được cái cơn tức giận khi mà người ta mua hàng không được thỏa mãn hoặc là bị đối xử không công bằng. Tôi lấy thí dụ như là bạn hứa hẹn với khách hàng điều này điều kia, nhưng thực tế bạn làm không phải như vậy. Hoặc là tôi đi nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao, ở resort 5 sao, thế nhưng mà vào đấy thiếu cái này, thiếu cái khác, nhân viên phục vụ không tốt, vân vân. Đấy, tôi giả sử như thế. Thì tôi sẽ, khách hàng người ta sẽ có cái quyền giận dỗi, người ta có quyền phản ánh cái chuyện đó, hoặc là đơn giản là người ta đăng lên Facebook thôi. Người ta đưa lên Facebook cá nhân, đưa lên group, đúng không? Người ta viết bài review, người ta vote sao thấp, vân vân. Rất nhiều các vấn đề. Thì cái chủ thể thứ nhất là chủ thể là do khách hàng. Chủ thể thứ hai là do nhân viên. Do nhân viên, tức là nhân viên cũng như là nổi loạn này, nhân viên cũng buồn chán, bực tức này, bị đối xử không công bằng này, bị đì này, bị chơi xấu này. Thế nhân viên sẽ tìm những cái lỗi lầm của sếp, lỗi lầm của công ty để có thể là đâm bị thóc, chọc bị gạo, để có thể làm đưa câu chuyện này lên báo chí, lên cơ quan công an, lên truyền thông, vân vân. Bởi vì bây giờ tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận với những cái chủ thể như vậy, đúng không? Từ báo chí, TV, truyền hình, rồi đến luật sư, pháp luật, công an này kia là chúng ta đều có thể tiếp cận được. Đấy, thế nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý cái nhóm đối tượng là nhân viên hay là những người trong nội bộ công ty, đúng không? Thế rồi thì thứ ba nữa là do phóng viên, báo chí, blogger hoặc là những người mà chuyên đi làm ảnh hưởng ở trên mạng xã hội, đúng không? Thì những người này người ta có thể quá khích, người ta cũng có thể là tranh đấu vì cái mục tiêu tự do, rồi người ta cũng có thể là làm những cái vì những cái mục tiêu kiếm tiền của người ta hoặc vì công việc, vân vân. Thì đây là cái đối tượng mà hiện nay là cũng rất là đau đầu cho các doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp làm sai, đúng không? Họ sẽ tìm những cái bài viết, họ sẽ tìm những cái chỗ mình sai hỏng, người ta sẽ đăng lên báo, người ta sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của mình. Tất nhiên đấy là công việc của người ta thôi, đúng không? Chúng ta chưa nói rằng là chưa nói đến cái chuyện là phóng viên làm như thế là đúng hay làm sai, đưa tin sự thật hay là không đúng sự thật, phóng viên này tốt hay phóng viên này xấu, tôi chưa bàn đến chuyện đó. Tôi chỉ nói là đây là cái chủ thể có thể gây ra, là những nguyên nhân dẫn đến cái khủng hoảng truyền thông. Đấy, có thể, đúng không? Chủ thể nào? Thế thì cái chủ thể là phóng viên, các blogger, những cái người có ảnh hưởng ở trên mạng xã hội. Đấy, là có thể làm được. Như vậy là ta có khách hàng này, ta có nhân viên này, ta có phóng viên này, đúng không? Ở nước ngoài thì họ thường có những cái nhà hoạt động xã hội của các tổ chức phi chính phủ, các cái chính trị gia, đúng không? Hoặc là những người mà gây quỹ, vân vân, thì chúng ta gọi đó là nhà hoạt động. Thì ở nước ngoài thì những cái tổ chức như thế này nó cũng có thể gây ra cái khủng hoảng truyền thông rất lớn cho các cái tổ chức, rồi các doanh nghiệp, các thương hiệu. Ví dụ như là một cái hội yêu động vật có thể tẩy chay cái việc là sử dụng lông thú trong cái quá trình sản xuất quần áo, túi da, hay là hội bảo vệ động vật hoang dã có thể sẽ phản đối về cái chuyện là sử dụng những cái
chất liệu hoặc là những cái vấn đề liên quan đến động vật hoang dã trong quá trình sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Đấy, thì họ cũng có thể tạo ra những cái chiến dịch như vậy và gây được những cái tiếng vang lớn và làm cho những cái thương hiệu, những cái doanh nghiệp cũng điêu đứng, đúng không? À, ví dụ như là nhân danh môi trường hay là nhân danh bảo bảo tồn tài nguyên hay là bảo vệ động vật hoang dã, đấy là những cái mà các nhà hoạt động người ta hay làm. À, cái đối tượng hay còn gọi là cái chủ thể số 5 đấy là đối thủ chơi xấu, đúng không? Đối thủ của mình sẽ tìm cách là những cái chỗ mình sai, mình hỏng, thậm chí mình không sai, không hỏng luôn, vẫn tìm cách chơi mình, đì mình, nói xấu mình, dìm hàng mình, thậm chí là thuê phóng viên vào điều tra nghiên cứu, thuê công an, thuê những cái đối tượng khác vào để điều tra rồi tìm ra những cái vấn đề để mà gây khó khăn cho doanh nghiệp của mình, đúng không? Gọi là đối thủ. Những cái đối thủ như vậy thì nó phụ thuộc vào việc là CEO hoặc là ai đó của cái công ty đối thủ đấy, người ta thích cái phong cách như vậy, chứ không phải là doanh nghiệp nào cũng dỗi hơi mà đi tìm để mà đâm bị thóc chọc bị gạo cho doanh nghiệp đối thủ của mình. Cái đấy là cũng có trên thương trường thì thực tế là có rất nhiều, nhưng mà không phải là 100%. Thì chúng ta cũng lưu ý thì đối thủ cũng là một cái chủ thể có thể gây ra những cái nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng truyền thông. Cuối cùng đấy là cái chủ thể nữa là do chính mình, tức là mình tung ra các chương trình quảng cáo, các chương trình marketing, rồi thì cái chiến dịch về truyền thông của mình thì không may rằng vô tình hay cố ý là nó bị thất bại, nó bị phản tác dụng. Tức là mình muốn truyền thông điều tốt đẹp nhưng mà khách hàng người ta lại phản ứng với nó, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là mình quảng cáo không hay hay là mình chạm phải một số những cái vấn đề liên quan đến tôn giáo, liên quan đến chính trị, liên quan đến sắc tộc. Thế thì từ đó thì cái chiến dịch quảng cáo của mình có thể bị tẩy chay, có thể bị phản tác dụng và khiến cho mình cũng bị khủng hoảng truyền thông. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đấy. Ok nhá. Tôi xin phép tóm tắt lại cái nội dung bài học này nhá. Thì tôi trình bày với các bạn là các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, nhưng mà theo cái lát cắt là chủ thể. Tức là chủ thể ở đây là ai gây ra, đúng không? Thì có 6 cái chủ thể tôi liệt kê đấy là do khách hàng này, do nhân viên này, do phóng viên này, do các nhà hoạt động này, do đối thủ này và do chính mình. Đấy. Thì chúng ta lưu ý đấy, để chúng ta biết được những cái đối thủ, chúng ta biết được những chủ thể như vậy để chúng ta làm gì, để chúng ta có những cái biện pháp chúng ta phòng tránh, đúng không? Và sau này thì chúng ta sẽ giảm thiểu các nguy cơ đi. Ok, các bạn đã rõ cái bài học này rồi chứ ạ? Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.